tiếp tục Đức sẽ tặng cho anh em đây là tin vui cho những anh em mà xài cái dòng ghế bao bờ sử dụng cái mâm 58 hoặc là mâm 68 thì ok ha nhưng mà xài cái loại chụp bơm như thế này thì cái loại này á nó là nhựa nó là nhựa mạc rơm thì một thời gian mình xài nó sẽ bị oxy hóa nó cũ đi thì tranh trong nó sẽ nhìn nó sẽ rất là xấu thì hôm nay Đức sẽ dành tặng đây đức sẽ tặng cho anh em thì anh em cần bao nhiêu cái bao nhiêu ghế cứ vô comment cái thông tin à, thông tin nhận chính xác ha à, thông tin nhận nó sẽ bao gồm là số điện thoại và địa chỉ và cái số lượng của cái này anh em cần bên đức sẽ đóng gói gửi về và anh em sẽ thanh toán cái phí ship nha còn cái này thì đức sẽ tặng miễn phí cho anh em À, mong là sẽ nhận được uh, nhiều tín hiệu từ anh em nha ok rất cảm ơn